Triển lãm về máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất và công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp lần thứ 15 Việt Nam Manufacturing Expo 2024 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Triển lãm năm nay còn có sự góp mặt của các tập đoàn lớn trong ngành có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như Samsung, Parker Magid và nhiều thương hiệu mới như Helin Asia Pacific, Proteria Việt Nam, Kehin Ramtech, CKD, v.v. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,54% trong 6 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, ngành chế biến chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8,67%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Công nghệ chế tạo sản xuất là công nghệ lõi của cái ngành sản xuất của chúng ta. Thứ nhất là nó tạo ra một cái tiền đề cho cái ngành sản xuất, cho hàng nội địa cũng như là hàng xuất khẩu. Và Việt Nam chúng ta thì đang ở trong một cái giai đoạn, một cái vận hội rất là lớn. Thì ngoài cái việc tăng trưởng về nhu cầu nội địa thì chúng ta có một cái nhu cầu tăng trưởng rất là lớn về các cái hàng xuất khẩu. Thì theo tôi biết là các cái đơn hàng xuất khẩu đang quay trở lại tương đối là tốt. Do đó các doanh nghiệp bây giờ là cần đầu tư máy móc thiết bị mới để tiếp tục nâng cao cái khả năng cạnh tranh. Và đây là một cái dịp rất là tốt để chúng ta có thể nâng cao công nghệ, kết nối kinh doanh và mở rộng ra nhiều cái cơ hội kinh doanh mới. Ở đây thì hôm nay chúng tôi mang đến hội chợ gồm có hai cái dòng sản phẩm đã ứng dụng trong công nghiệp. Đấy là dòng sản phẩm ADV và AMA là robot tự hành. Chúng tôi cũng rất là tự hào là cái doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đã ứng dụng được sản phẩm AGV Pallet Mover, chuyên vận chuyển những pallet có tải trọng lớn cho tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Hiện tại thì sản phẩm AGV đã được sử dụng ở trên nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên, SFPT. Triển lãm lần này không chỉ mang lại những giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước hợp tác, phát triển, kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt tiếp cận xu hướng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cho thấy ngành công nghiệp Việt Nam có một tiềm năng rất lớn, luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.